Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Phú Thọ được thành lập từ năm 2013 là nơi tập hợp những cựu chiến binh đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 1972. Kể từ khi thành lập đến nay, hội đã trở thành ngôi nhà chung, chỗ dựa tinh thần để những người đồng đội năm xưa chia ngọt sẻ bùi, cũng như thực hiện lời hứa khi trở về sẽ sống thay phần những người đã mất, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Hơn 50 năm đã trôi qua kể từ khi những người cựu chiến binh này hăng hái lên đường chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị ác liệt. Trở về với đời thường, mỗi người một hoàn cảnh, song tình đồng đội, đồng chí với họ thì vẫn vẹn nguyên. Để chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống đời thường, Hội Cựu Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Phú Thọ đã vận động được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, vật chất, giúp các hội viên sửa chữa, xây mới nhà ở với số tiền hàng chục triệu đồng mỗi hộ. Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị, các anh ấy đã vận động các nguồn hỗ trợ tôi được 50 triệu để tu sửa nhà. Đồng thời, đồng đội anh em cũng hỗ trợ cho tôi một số ngày công để mà cùng nhau nâng cấp nhà cửa. Đây là một cái tình cảm vô cùng quý báu của đồng đội, động viên bản thân tôi an cư lập nghiệp. Hội Chiến sĩ Thành cổ tỉnh quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ về cơ sở vật chất và tinh thần, thì đến nay là 11 hội viên đã có nhà cửa khang trang, đời sống ổn định, tinh thần phấn khởi. Suốt 10 năm qua, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Phú Thọ đã làm tốt công tác động viên, thăm hỏi nhau ốm đau và dịp lễ Tết, hỗ trợ xóa 82 nhà tạm. Hội cũng đã tổ chức nhiều chuyến thăm tại chiến trường xưa, cùng gia đình, chính quyền địa phương đưa được 15 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Nhiều hội viên còn tâm huyết dành trọn thời gian sau khi về hưu để vận động kinh phí tu bổ mộ liệt sĩ tại Quảng Trị, xây bia lưu danh anh hùng liệt sĩ tại quê nhà. Khi về với đời thường thì những chiến sĩ, các bác vẫn luôn phát huy được cái vai trò trí tuệ, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước, đặc biệt là đóng góp xây dựng cho những gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn, rồi thì là những cái gia đình mà thương binh liệt sĩ. Trong 10 năm qua, chúng tôi đã tìm các nguồn hỗ trợ kinh phí từ ngoài tỉnh được trên 7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm. Đến nay thì hội viên của Hội Thành cổ Quảng Trị hầu hết đã được xóa nhà tạm. Những trường hợp ốm đau là chúng tôi đều, như vậy các chi hội đều đến tận nơi thăm hỏi vận động viên, nên rằng là đã làm cho hội viên có tư tưởng phấn khởi và sức khỏe được tăng lên. Hơn 50 năm trước, trong mưa bom bão đạn của kẻ thù, những người con quê hương Phú Thọ chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị đã nhắn nhủ với nhau rằng sau này đất nước được giải phóng, người nào còn sống nhớ về thắp hương cho những người đã nằm xuống nơi đây. Câu nói ấy tựa như một lời thề, cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, và đó cũng như ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho những người còn sống, hãy vững tay súng, tiếp tục chiến đấu để thấy được ngày non sông thống nhất, đất nước sum vầy. Và giờ trở về với đời thường, những người lính năm xưa vẫn giữ lời thề nghĩa tình đồng chí, tri ân đồng đội, để không sống hoài, sống phí những tháng năm còn lại của cuộc đời.